thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Ê-sai chương 32. Ê-sai chương 32 rao ra hy vọng tươi sáng bởi một vị vua có nhiều mỹ đức sẽ cai trị. Câu 1 đến câu 8 mô tả về vị vua đó và việc vua làm. Vị vua sẽ như nơi núp gió, chỗ che bão táp, như suối nước trong nơi khô hạn, như vần đá lớn trong nơi cằn cỗi. Vì người cai trị trong sự công chính, và các quan của người cũng lãnh đạo theo lẽ công minh. Trong sự cai trị của vua đó, người thấy được thì mắt sẽ tiếp tục mở ra và nhìn rõ tận tường. Tai người nghe được cũng sẽ tiếp tục lắng nghe. Lòng người thiếu suy nghĩ cẩn thận cũng sẽ hiểu cách thông sáng và được hiểu biết. Lưỡi người cà lăm sẽ nói lưu loát. Sự tiếp diễn lẫn phục hồi tốt đẹp sẽ xảy ra dưới sự cai trị của vua anh minh này. Bên cạnh đó, những kẻ ngu dại và kẻ quỷ quyệt thì bị hạ xuống. Họ nói những lời dạ dột và lòng mưu đồ việc gian ác, xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Họ làm cho người đói không có đồ ăn, người khác không được uống. Những người này cũng dùng vũ khí gian tà, lời nói dối và mưu ác để hại người nhu mì và người nghèo khó, dù họ có đòi hỏi chính đáng và mưu cầu cao quý. Tiếp theo đó, câu 9 đến câu 14 là lời mời gọi cho sự trỗi dậy của người đàn bà tự mãn và người con gái vô tâm để lắng nghe tiếng Chúa. Hai đối tượng được mời gọi này đều chỉ về Jerusalem. Vì chỉ còn một năm và mấy ngày nữa, họ sẽ run rẩy, bối rối vì nho và mùa màng thất bát. Họ không có thu hoạch trên đất màu mỡ. Rồi họ sẽ đấm ngực than khóc, cởi trần, thắt lưng bằng bao gai mà đau khổ do gai góc, bụi rậm sẽ mọc lên, thành trở nên hoang vu, cung điện vắng tanh, tháp canh nên hang động cho lừa rừng và đồi trở nên đồng cỏ cho súc vật. Như vậy, con người trở nên ngu dại, gian ác, tự mãn và vô tâm vì không nhìn biết Đức Chúa Trời. Và vì không chịu nhìn biết Chúa và lắng nghe lời Ngài phán nên dân Chúa chịu sự đoán phạt. Dầu vậy, câu 15 đến câu 20 cho thấy Chúa vẫn không bỏ dân Ngài luôn luôn. Thần Chúa sẽ tuôn đổ xuống để ban sự phục hồi cho khu vườn của Ngài là Israel. Họ lại có sức sống và kết quả, hưởng sự bình an và yên ổn mãi mãi do sự công chính Chúa ban cho. Dân Chúa sẽ được nơi cư trú bình an để nghỉ ngơi cho thanh thản. Ngược lại, những kẻ được Chúa dùng để sửa phạt dân Ngài nhưng lợi dụng quyền thế bức ép, đối xử tệ bạc với dân Chúa, cũng sẽ nhận sự trừng phạt thích đáng và bị triệt hạ. Cuối cùng của phân đoạn Kinh Thánh là hình ảnh tươi sáng và đẹp đẽ. Ấy cũng là nguồn phước của Chúa cho người được Ngài bảo hộ. Mọi việc họ làm được thảnh thơi, kết quả và bình an. Đó cũng là khung cảnh dưới sự cai trị của vua công chính, Chúa Giê-xu của chúng ta. Trong thế giới chúng ta đang sống, kẻ gian ác quỷ quyệt và người nhu mì hiền lành tồn tại song song, và dường như cái ác đang lên ngôi thắng thế. Thế nhưng, trong sự cai trị của vua công bình chí cao, thì kẻ ác phải bị hạ bệ và tiêu diệt để nhường chỗ cho tình yêu thương và sự tốt lành. Câu hỏi suy ngẫm: vua công minh đã đến để tiêu diệt cái ác và đang cai trị. Bạn có đang sống trong phước hạnh và bình an thật sự của Ngài?
chúng ta cùng cầu nguyện. Tạ ơn Chúa thành tín và yêu thương không dời đổi. Dẫu con người gian ác, xấu xa và vô tâm, thì Chúa vẫn thể hiện tình yêu của Ngài với chúng con. Chúa đã đến như lời Ngài đã hứa, để mở một con đường bởi sự chết Ngài và đưa chúng con vào trong sự hiện diện bình an, phước hạnh của Ngài. Xin Chúa cho con được sống trong mối tương giao với Chúa mỗi ngày, nghe tiếng Chúa mỗi ngày và kinh nghiệm Ngài càng hơn. Xin Chúa dùng con để dẫn đưa nhiều người đến và sống trong bình an, phước hạnh mãi mãi Chúa đã sẵn dành cho. Con tạ ơn Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại vào ngày mai.